tao lớn lên. Cần đường sỏi thì bác sĩ ta làm gì? Ở RCB mà sẽ cầm máu là sao? Sau khi không có phẫu thuật dịch, phẫu thuật dịch là mình có thích luận, còn bây giờ nó sờ bụng khám thấy có gì nữa chưa, nó khám bụng bụng mềm gì thì bệnh nhân này có vấn đề gì, đường máu chốt của bệnh nhân này là gì nè? Như thế thì hậu thổ bệnh nhân có vấn đề gì, thấy có thể xảy ra vấn đề gì thì không tiếp cận được, vẫn có thể viêm tụy cấp, đồng ý không? Không tiếp cận được thì sao nữa? Thì tất cả những can thiệp đó, can thiệp được thành công nó cũng có những cái biến chứng đấy. Còn cái vấn đề này mình riêng biệt cái vấn đề này mà cũng cần nhắc cho từ điểm mà nha, vấn đề gì? Khổ quá. Cái nguyên nhân chưa giải quyết được, cộng thêm cái hậu quả của phẫu thuật nữa nó sẽ tăng lên. Thì trước mổ bệnh nhân này bạch bilirubin là bao nhiêu? Có một bạn nào sinh viên làm bên án này nó cho 9 điểm mà đúng rồi, bạch cầu bao nhiêu? Không bao nhiêu trùng đường mật hay sao? CRB là bao nhiêu? Không, trước mổ á. Bây giờ có số không? Giờ mổ xong những tình trạng đấy nó còn bilirubin như thế nào? Mới làm qua hả? Em mới làm ngày hôm qua. Hôm nay thấy khỏe không? Mỗi giờ đau lại nhập viện là sao? Anh làm ở đây mấy ngày rồi nè? Mới mổ hôm qua. Rồi. Thì đây cái bác sĩ cho ăn. Vô nó đau lại uống với dầu mới nhập viện. Nó vô. Cho ăn đau lại giống như là mới lúc mới nhập viện. Rồi Y6 đâu? Rồi Y6 đây hả? Hướng cho này vấn đề là như thế có giải quyết như thế nào? Điều trị nội khoa tiếp, sau này phẫu thuật là gì, là mổ mở hay là tiếp tục làm RCV? Sau đây sao mổ nội soi, ở đây đâu có phương tiện để mổ nội soi một chủ đâu. Rồi cái hướng xử lý điều trị nội khoa, rồi sau đó là can thiệp tiếp đúng không? Can thiệp tiếp qua cái đường nào, qua làm lại đường cũ hay là qua đường mới? Lý do tại sao qua đường mới? Không, chắc cái nhú đâu có liên quan gì đến cái chuyện can thiệp vài ba lần nữa đâu. Dạ, lại cái bị sỏi nó to hơn. Ở một chủ trường hợp này là bao nhiêu? Cái nhẹ là bao nhiêu? 80 thì không thể mổ mở được. Nha, bệnh nhân này có mổ gì dịch vụ trước đó không? Không.
Dạ thì 8 ly là không có bỏ mỡ được đấy. 8 ly nó bằng cái ống hút sinh tố nhỏ hơn ngón tay út của thầy đó mà. Không thể nào bỏ mỡ được hết đấy. Nha, bỏ mỡ anh tìm được nó đã đổ mồ hôi mà khâu trên cái ống mật chủ lấy được viên sỏi ra, khâu trên ống mật chủ nó sẽ hẹp. Nha, cho nên lần sau là làm nữa, là một ngã phía dưới nữa mà đổi người khác, đổi tay xem có thành công hay không. Nóng được chưa, nhiều khi lần đầu đặt không vô nhưng mà lần sau đặt cái thông lại vô. Nóng được chưa, cho nên hướng là điều trị nhà qua tiếp và sau đó là cải thiện lần nữa qua ngã dưới. Nha, trường ngã trên là option, cái lựa chọn để sau cùng sống sót hết. Rồi, vừa rồi 7 điểm nắm cũng được đấy. Vừa rồi có phụ mổ, xem mổ gì không? Không, rồi 7 điểm. Hãy subscribe.